chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24h. Và hôm nay có những tin tức gì nổi bật? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Blackpink liên tục lập thành tích mới về lượt xem khiến đội ngũ thiết kế cạn kiệt ý tưởng chúc mừng. Thành tích YouTube quá khủng, Blackpink khiến đội ngũ thiết kế nhà YG đang ngày càng cạn tư liệu để thiết kế poster chúc mừng khi lên một cột mốc mới. Một trong những thành tích quan trọng góp phần tạo nên danh tiếng nhóm nhạc nữ toàn cầu của Blackpink chính là thành tích lượt xem YouTube. Suốt 6 năm sự nghiệp, Blackpink lập nên nhiều kỷ lục view, trở thành tường thành YouTube của K-pop, rất khó để có đàn em nào vượt qua được. Sở hữu hơn 83,5 triệu người đăng ký kênh, là nghệ sĩ được đăng ký nhiều nhất thế giới. Loạt video tỷ view của Blackpink vô tình tạo ra thử thách cho các thiết kế nhà YG. Theo thông lệ của công ty, mỗi khi có sản phẩm của idol vượt mốc 100 triệu lượt xem, sẽ có poster được thiết kế để gửi đến fan nhóm chúc mừng. Hiển nhiên là kho tàng poster của Blackpink là nhiều vô kể. Từ siêu hit DDU-DU DDU-DU đến các MV mới ra mắt gần đây như là Pink Venom, Shut Down đều đưa về loạt ảnh chúc mừng mãn nhãn. Không chỉ MV chính thức, các phiên bản khác của Blackpink như là Dance Practice hay là biểu diễn cũng lập kỷ lục lượt xem. Khủng nhất trong số đó là bản biểu diễn đặc biệt của How You Like That. Sáng ngày 23 tháng 12, How You Like That bản biểu diễn đã đạt đến cột mốc 1,3 tỷ lượt xem, tương đương với 13 poster chúc mừng đến từ YG. Một điều thú vị fan phát hiện ra, càng ngày poster YG thiết kế cho How You Like That càng đơn giản. Có lẽ lý do đến từ lượt view khủng chừng nào thì designer lại bị thử thách chừng ấy. Kể từ cột mốc 1 tỷ lượt xem, những chiếc poster ngày càng chỉ độc hai màu đen và hồng. Điều này càng chứng minh YG đang gần cạn tư liệu để thiết kế chúc mừng Blackpink. Blink vừa mừng vừa lo, sau này poster chúc mừng Blackpink chỉ có số lượt xem và tên bài hát cũng nên. Phản ứng của fan Blackpink: giờ nhìn poster cũng không cảm xúc gì nữa, mình quá quen rồi chăng? Designer của YG vốn nổi tiếng nhàn mà, mai mốt chỉ cần cho cái tên và số view là ổn rồi. Giết không còn ảnh để edit luôn, khủng như view Blackpink. Blackpink và YouTube tường thành là sự thật, YG nên chụp thêm bộ hình cho nhóm chỉ để edit poster. Poster ngày càng đơn giản vì cạn ảnh edit hay gì YG ơi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của Knew 24h. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.